Thành ơi, lên đây bà thịt. Lại thi tiếp. Thì bà là... Thì bà đi ra thay đồ đấy. Thay nữa. Phong thủy mình là thay đồ bà. Mà sao bà Tân bà nói bà 60 rồi mà như một thiếu nữ, bà e thẹn quá ha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Siêu toa khổng lồ. Hai mẹ con. 20 triệu. Trời ơi, cười mà ho sặc luôn á. Thưa quý vị, cuối cùng cũng có một ngày cái điều chị Giang làm được ghi nhận. Bởi bà Tân Vlog. Ôi trời ơi, cái con bé cái siêu siêu to khổng lồ. Rồi, để tôi lưu lại chị nghệ sĩ siêu... Lê Giang siêu to khổng lồ. Không, nghệ sĩ hài siêu to khổng lồ. Có duyên quá hả? Bây giờ này, để con gọi cho chị Lê Giang. Để con báo cho chị tin là chị đã có được một cái sự công nhận. Giờ này bận bịu vũ móng dữ lắm. Nghe được Giang. Chị siêu to khổng lồ à? Chị siêu to khổng lồ phải không? Là sao? Gì á? Bây giờ chị, em đặt tên chị là siêu to khổng lồ nha. Là cái gì siêu to khổng lồ? Cứ biết vậy là được rồi, tạm biệt chị. Wow. Dạ hai mẹ con đã lấy được 20 triệu rồi. Để chân Thành gọi nhắc lại cái nữa. Nhắc lại cái nữa. Cái gì Thành? Làm cho cố vô người ta kêu chị siêu to khổng lồ kìa. À, là sao? Là người chị hả? Người chị gì đâu, ai biết đâu, chị em nói vậy thôi đó. Chào chị nghe siêu to khổng lồ. Tiếp nha. À, bây giờ thì hai mẹ con đang có số tiền là 20 triệu đồng. Bây giờ mình thi tiếp là mình thi tiếp vòng 4 là mình sẽ lấy được số tiền là 40 triệu đồng. Sau đó nếu thắng vòng 4 luôn mình lấy là 100 triệu. Đó. Vậy hai mẹ con suy nghĩ đi ạ, mình thi tiếp hay ngừng lại ạ? Thì bà thi tiếp. Thi đấy. Thời gian 60 giây bắt đầu. À, các cháu ơi, hôm nay bà đứng trên sân khấu siêu to khổng lồ này, bà sẽ làm clip. Đó là bà sẽ làm một món ăn rất là lạ. Bà sẽ làm một đĩa đuông dừa siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì các cháu ơi, muốn làm một đĩa đuông dừa siêu to khổng lồ hôm nay thì bà lại phải chuẩn bị một con đuông dừa thật siêu to khổng lồ béo trắng mũm mĩm các cháu ạ. Thì cháu Thành ơi, lên đây bà thịt lên. Bọn đã chiến thắng vang dội. Chúc mừng bà. Lên đây bà thịt. Bà nghe bà thịt nghe nó sợ sợ sao nhỉ? Bà thịt kiểu gì? Kiểu gì là vòng tiếp theo. Một người phụ nữ chỉ với cụm từ siêu to khổng lồ đến vòng 4 của Thách Thức Trên Hài. Hú hồn, xuất sắc. Cho nên là cái sự tự nhiên là cái điều rất cần thiết trong chương trình này. Và tất ngoài cả ra, mọi thứ đều phải tự nhiên. Và ngoài ra, thông minh. Không, đúng. Cái này không phải chỉ đơn giản là tự nhiên, cái này là thông minh. Thật sự. Sắp xếp câu chữ tất cả mọi thứ. Thành không muốn hỏi ngay lúc này sẽ làm gián đoạn cái câu chuyện diễn xuất của mọi người. Diễn xong hết rồi mình sẽ hỏi. Chứ cái này thông minh quá. Bây giờ là chắc chắn là bà Tân còn làm tiếp đúng không? Tại vì kịch bản vẫn còn mà.
Bây giờ là bao nhiêu rồi giá lộ? 40 triệu. 40 triệu thưa bà Tân Vy Đông. Thưa bà xin tạm dừng. Không. Hưng. Dạ. Cô có nghệ thuật. À con? Chơi tiếp đi. À chơi tiếp á? À? À bà lại chơi tiếp. Sao? Sao lẹ vậy? Tại vì Hưng là gọi là giám đốc sáng tạo của bà Tân và cố vấn nghệ thuật. Đúng vậy, đạo diễn hình ảnh. Tất cả mọi thứ là Hưng đứng đằng sau lưng sự thành công của bà Tân Vlog là bà Hưng Vlog. Ghê thiệt. Là giờ tiếp đúng không? Là chuẩn bị nấu đun dừa đúng không? Nếu mà cái này mà được 100 triệu đây là lần đầu tiên đúng không? Mình làm một cái điều phi thường. Nếu mà làm mà được 100 triệu thì phải làm mấy clip siêu to khổng lồ mới được số tiền đó. Một clip là nhiều hơn đấy rồi cháu ạ. Tiếp nha. Chơi tiếp ạ. Rồi, vỗ tay. Thời gian 60 giây bắt đầu. Quạ quạ. Ăn đi, ngon không? Ngon lắm bà. Thôi, mày ăn hết đi. Có cảm ơn bà là tốt bụng ạ. Đấy, các cháu ạ, hôm nay bà lại làm clip, bà sẽ làm một đĩa quả lướng siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì đi vào đây. Bà ơi, con cháu ăn với ạ. Rồi, bà vào, bà làm lông xong bà lại mời ăn hả? Ôi. Kể từ đó, bà Tân ăn hết con này con khác. Tiếp à, tiếp. Tiếp cái khác luôn. Cái đun dừa tiếp tục đi, đun dừa nãy đâu? Tiếp đun dừa. À, tiếp đun dừa con ơi. Cháu Thành ơi, lên đây bà thịt. À, các cháu ạ. Đấy. Dừa lên mà nắm đầu đấy là ngon rồi. Dừa lên nắm đầu con liền đấy. Hồi nãy Hưng nói gì không nghe, cái lúc mà đi vào á. Bà tên con gì cũng ăn. Tiếc quá nha, tiếc quá. Không, bây giờ hồi nãy cái này nó sẽ vui nè. Là em phải diễn lại một đoạn, cái đoạn YouTube. Nên bà lấy tiền YouTube rồi bà cần gì tiền của mày. Kêu nó là thôi bà con lỡ ăn rồi. Thôi lỡ rồi ăn đi. Cái ăn cho hết. Ăn xong hồi em bị trúng độc em xỉu. Cái bà nằm đầu lên đấy. Nó bị dụ rồi, hôm nay bà lại làm clip. À, nó bị lừa rồi. Đúng không? Thì nó mới ra đúng không? Tại vì con quạ bị lừa là bà cho ăn cái trái khế độc. Ngày xưa Bạch Tuyết nó cũng như thế mà nó chết đấy. Bà không gặp con Bạch Tuyết thôi, bà gặp con Bạch Tuyết nó lại nằm trong lồi siêu cây khổng lồ của bà. Thế kiểu như thế đấy. Tiếc quá. Nhưng mà bà Tân đã được vào đêm gala rồi, là có cơ hội giải thưởng lớn hơn. Dù gì đi nữa không còn biết. Ngày hôm nay thật sự thích. Rất thích sự xuất hiện của hai mẹ con, tuyệt vời. Chỉ có một chút xíu thôi. Hồi nãy cái đoạn mà đấy là tôi xém cười rồi. Cái này nói thiệt, đấy là xém cười. Tại vì nó thiếu cái cấu hình để mà ra cái câu chuyện, đúng không Hưng, đúng không? Là đúng ạ. À, con này nó chỉ cần nó bị bả dụ mà nó ăn nó trúng độc cái là bả nấu nó luôn là cười liền. Mà thực ra thì ban đầu là cũng có rồi nhưng mẹ quên. Nó phải trúng độc. Nó phải trúng độc thì bạn nấu nó luôn thì nó mới vui. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay nha, cái này là bây giờ mới hỏi nè. Tất cả những cái kịch bản từ nãy đến giờ là do Hưng hay là do có một người nào khác biên kịch cho Hưng và mẹ diễn? Ra thì cái này thì có em với mẹ với lại một người đó. Một người nữa? Cái người đó có trong nghề không hay là chỉ là bạn bè của em thôi? Trong team của em ạ. Trong team của em hả? À, có một hãng một team đấy. Không, nhưng mà thật sự ra mà nói thì đúng là các bạn còn trẻ, các bạn sáng tạo thật. À, người ta đã nói rồi, của cho không bằng cách cho, thì kết quả nó cũng không bằng cách làm. Cách làm nó quan trọng, quyết định tất cả mọi thứ.
Và các bạn chọn cái cách trình bày rất là thú vị. Ngày hôm nay thì tôi thật sự là cười rất là sảng khoái đó. Đã, nói thiệt là như vậy luôn. Tôi rất là muốn hai mẹ con nhận được 100 triệu luôn. Tôi nói thiệt luôn, nãy nó chỉ trong gang tấc có chút xíu nữa thôi. Tiếc gì đâu, nó thiếu cái lý do để cười. Dạ vợ. Chứ là hôm nay là bà Tân rất là tuyệt vời đấy. Cháu cứ tưởng là bà là phải lo sợ nhiều hơn đúng không? Hay là bị bẽn lẽn, nói không ra hơi vì lên sân khấu mà. Nhưng mà ngược lại nhá, đứng thì tay vẫn cứ thế này. Nhưng mà khi diễn là mọi thứ nó tự nhiên. Vâng. Đấy là một cái là gọi là trời phú đấy. Rất hay, thật sự rất là hay. Và hy vọng là hai người về suy nghĩ cái đường dây cho đêm gala. Và tôi rất là muốn thấy hai mẹ con lấy được 150 triệu của đêm gala. Thật sự. Cũng những câu chuyện đời thường như thế này thôi. Thật nhẹ nhàng, thật thú vị. Thế thì kiếm cái gì làm siêu to khổng lồ nhá. Ví dụ như là đĩa cơm tấm siêu to khổng lồ. Đấy. Biết cơm tấm không? Hôm nay mà được 100 triệu thì chắc là ở lại đến đêm gala đấy. Nhưng mà không được thì đi về luôn. Sao lại về? Mẹ về, mẹ làm clip cho các cháu nữa. Ở đây làm clip cũng được mà. Ngày mai còn quay hình này, cứ làm clip siêu to khổng lồ, đưa các cháu đi ăn này. Thật mà. Làm trong phim trường này luôn. Kêu Điền Quân hỗ trợ. Nhá, thật. Làm một cái gì đó của miền Nam, thử đi, thử làm một cái nó vui mà nó đặc biệt, kỷ niệm của chương trình, đúng không? Đấy, làm xong đãi cả phim trường làm này. Ở trước cửa phim nè, phim trường nè. Thật mà. Ở đây có cái khu bếp mà, khu vực bếp ở đây có. Ở ngoài này nè, ở ngay cổng mình đi vào bên tay phải có khu vực bếp. Mở màn ra là, này các cháu ơi, hôm nay bà đi thi thách thức danh hài mà nó đuổi bà về, bà không về. Sẵn đây có cái bếp, bà lại làm siêu to khổng lồ. Bà làm cơm tắm cho Trấn Thành ăn. Đó, cho Trấn Thành ăn bà đổ thuốc độc vào rồi. Chả riêng gì chứ bà cứ nấu đồ ăn trong đây, không sợ nó thừa mứa đâu bà. Tụi con sẵn sàng trích quỹ thời gian của tụi con ra để ăn chật những đồ bà nấu.